Xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn công thức nấu ăn đến cho cả nhà. Tại vì trong thời gian gần đây thì mình cũng hơi khá là bận, cho nên không có chia sẻ cái công thức nấu ăn thường như trước đây, vì cái thời gian giãn cách nó đã hết rồi, mình phải đi làm. Thì hôm nay mình có được chút ít thời gian thì mình chia sẻ cái món cua rang me đến cả nhà. Thì mình mua được hai con cua này 4,5 phao hoặc là 2 kg. Thì hôm nay mình làm cái món cua rang me cả nhà. Thì nói chung cái món này cũng rất là đơn giản, không có cầu kỳ, nó cũng rất là nhanh, dễ làm, ai làm cũng có thể làm được. Thì trước khi đi vào làm cái món này thì con cua mình cần phải làm sạch, là mình dùng bàn chải mình chà trên cái mai nó, xong rồi mình chà cái phần dưới, xong rồi bắt đầu là mình đâm con cua cho nó chết đó cả nhà. Tại vì nếu mà mình không đâm nó chết thì mình chiên những cái ngoe nó bị rụng đó. Rồi con cua này cũng vậy, thì mình đã chà cái phần mình làm cho nó chết rồi, giờ mình chà cái phần bên dưới này, mình dùng bàn chải mình chà nó sạch, xong rồi mình chà cái phần trên rồi, thì coi như là cái phần cua mình đã làm xong. Thì bây giờ cái bước kế tiếp là mình cắt cái những cái ngoe nhỏ ngoài, tại vì cái này mình không có ăn đâu cả nhà. Thì mình cắt nó bỏ, mà dùng cái kéo cắt thôi, nó rất là đơn giản, không có cần phải dùng dao chi cho nó hơi phức tạp, mà nó cũng cầu kỳ hơn. Mình dùng cái kéo rất là nhỏ nhẹ nhàng thôi. Mà hơn nữa tại vì những cái ngoe này mình không có ăn được đó, mình cắt bỏ đi để cho nó gọn. Rồi thì sau khi cắt mấy cái phần ngoe thừa ở ngoài bỏ xong thì mình lật con cua trở lại. Thì cái bước kế tiếp thì mình cái thay vì cái này mình dùng cái kéo mình đâm vào cái miệng con cua để mình tách giữa cái mai với lại cái mình ra, thì khi con cua còn sống cái gì cũng có thể giết con cua chết bằng cách này. Mình tách ra, dùng cái kéo mình tách ra rất là dễ. Rồi thì sau khi mình tách cái mai nó ra thì mình cắt cái phần miệng nó bỏ, cái phần miệng của nó xong rồi bắt đầu là mình cắt tới cái phổi của nó, nhấp vòng cái phổi của nó mình cắt bỏ. Rồi thì sau đây mình lật lên đây thì để mình cắt tới cái yếm của nó, thì mình dùng cái kéo mình cạy cái yếm ra, xong rồi mình cắt cái yếm nó bỏ. Rồi thì còn cái phần cái phần dưới này, cái mình cạy cái yếm ra thì nó hơi dơ tí, mình dùng cái khăn giấy mình lau thì nó sẽ sạch thôi. Rồi thì cái con cua này mình sẽ cắt ra làm 4. Thì mình cắt ra làm 4 để sau khi mà mình rang me xong mình úp cái mai nó trở lại thành nguyên con cua nguyên dạng, nó dễ dàng hơn. Nếu mà cắt nhỏ quá thì ráp lại nó hơi phiền phức một tí, mà cắt làm 4 nó cũng vừa ăn rồi. Thì sau khi mình chiên xong rồi bắt đầu mình để lên trưng bày cho nó đẹp, thì mình dùng lại mình để lên cái đĩa cũng giống cái dĩa cũng giống như là nguyên con cua vậy đó. Rồi còn cái phần càng cua thì mình phải đập dập ra để mình chiên nó không có bị nổ và nó dễ thấm cái gia vị đó cả nhà. Rồi bây giờ thì mình tiếp tục làm tiếp cái con cua thứ hai để cả nhà các bạn nào có chưa hiểu gì cái con cua thứ nhất thì có thể biết lại được, thì sẽ theo dõi tiếp con cua thứ hai này để mình dễ hiểu cái cách làm nó hơn. Thì cũng giống tương tự như vậy thôi, mình cũng đâm vô cái chỗ cái miệng nó xong để mình tách cái mai nó ra, giữa cái mai với cái mình nó ra. Phần này mình đã rửa nó sạch rồi, mình chỉ lau sơ lại thôi quý vị, tại cái chỗ đó hồi nãy cái mai cái yếm của nó mình chưa có lấy ra đó, mình lau sơ lại thôi.
Thì cái mai này nó cũng dơ lắm thì mình cắt cái phần bên dưới này bỏ xong rồi còn lại thì tí nữa mình sẽ xài cái mai này mình ráp con cua trở lại thành giống như nguyên con cua nguyên trước khi mình rang mía ra rang me xong đó. Ok quý vị, thì bây giờ cho mình dập cái này xong rồi bắt đầu làm bước kế tiếp quý vị. Tiếp theo đây thì mình sẽ pha chế cái phần bột để mình áo lên cái phần da cua cũng như là mình thấm vô trong cái thịt cua. Thì ở đây thì mình dùng 5 muỗng canh bột năng và coi như là một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê tiêu và nửa muỗng cà phê bột ngọt. Thì mình trộn cái hỗn hợp này lại thì mình cho vào bột năng này để mình áo vô trong con cua cho nó mặn mặn ngọt ngọt, ăn nó ngon hơn. Với hơn nữa đây là cái cách theo cái cách của mình thôi, thì mình cho một ít bột vô trong cái da cua mình lắc lên thì để cho nó thấm trong cái da cua, nó có bột bột khi mà mình rang me mình ăn á, nó ngon hơn là khi mà con cua không có bột. Rồi bắt đầu còn lại nữa thì cái phần chính á, cái bột này là mình dùng để coi như là chấm cái thịt cua. Khi mà mình chiên đó thì cái nước ngọt ở trong cái thịt cua nó không có chảy ra ngoài dầu, tại vì nó có cái bột nó bám lại rồi thì con cua nó vẫn còn giữ được cái chất ngọt của thịt cua, nó rất là ngon. Rồi thì còn lại thì cái đó là cái chính, nhưng mà còn cái đây là cái cách của mình đổ một ít bột vô trong cái cua đây, mình lắc lắc lên đều thì nó dính, không dính nhiều được cả nhà, nó không có dính nhiều đó, nó dính một ít thôi, nhưng mà ít nhất nó cũng có một số bột khi mà mình chiên lên thì trong cái da nó còn một ít bột, mình làm rang me lên thì trong cái khi mình ăn con cua đó thì nó có cái bột bột cái chua chua ngọt ngọt ở ngoài rất là ngon. Mà đa số thì những người khác thì tùy theo người ta làm, ta không có dùng bột, nhưng mà đây là cái cách làm của mình để khi mà mình ăn chua chua ngọt ngọt ở ngoài cái bột ngoài da nó rất là ngon cả nhà. Thì quý nhà cả nhà thử làm theo cái cách này để ăn nó rất là ngon. Rồi, thì mình lắc đều lên xong hết trơn xong rồi là bắt đầu còn cái phần của cái mai này đó, thì mình dùng cái bột này mình rắc lên trên cái phần gạch cua đó cả nhà, thì để cho cái khi mà mình bỏ vô mình chiên nó, cái gạch nó không có bị chảy ra dầu, thì tại vì nó dầu cái bột nó làm khô nó bám lại thành cục rồi, coi như là nó nằm nguyên dạng đó, không nó không có chảy ra dầu, thì cho nên cái gạch nó vẫn còn, nó không nó già hơn nữa, cái những cái nước béo trong gạch nó không có chảy ra ngoài dầu. Thì mình cứ đổ bột vô trong đây mình trám cho nó bít lại để mình chiên. Rồi thì sau khi mình lắc làm bột xong rồi thì cái bước kế tiếp mình chiên cua cả nhà. Bây giờ thì mình bắt đầu chiên cua, thì cũng giống như hồi nãy mình đã trình bày, thì ở đây mình chiên cua mình phải dùng một tí bột ở đây để mình chấm vô để cho nó phủ cái phần thịt với lại cái phần gạch cua, để khi mình chiên cua nó vẫn còn để giữ được nguyên chất cái những cái nước ngọt ở trong thịt với lại gạch nó không có chảy ra ngoài dầu, thì cua nó vẫn còn giữ được cái độ nguyên chất của nó rất là ngon. Thì quý vị lưu ý nhớ dùng bột để mình phủ trên cái phần thịt của cua trước khi mình chiên. Và cái ở đây thì cái lửa mà chiên dầu ở đây thì mình không có dùng lửa cao lắm nha cả nhà, và không dùng cao lắm, dùng vừa thôi, thay vì ở cái số 10 thì mình dùng khoảng số 5 hoặc số 6, tại nó cao quá nó cũng không tốt mà nó thấp quá nó cũng không tốt, thì mình dùng lửa nó vừa vừa là được. Thì mình cứ tiếp tục nhúng cái cua vào trong bột xong rồi mình bỏ vô đây mình chiên tới khi mà cái ngoe cua hoặc là cái càng cua nó vàng đỏ lên đó, thì lúc đó mình có thể mình đem ra ngoài mình làm cái bước kế tiếp.
Thì nãy giờ mình chiên cua cũng được 2 hoặc là 3 phút rồi đó cả nhà. Thì ở đây cái ngoe cua nó cũng vàng đỏ lên rồi, thì cũng đã đến lúc mình có thể vớt ra ngoài mình làm cái bước kế tiếp. Thì cua ở đây mình chiên làm 2 lần để cả nhà khỏi thắc mắc tại sao mình có 2 con cua mà chỉ có 4 miếng ở đây thôi. Tại cua mình cũng khá lớn cho nên mình phân làm 2 lần mình chiên cho nó dễ. Thì khi mà vớt cua ra, cả nhà nên dùng cái khăn giấy mình lót lên trên cái rổ để cho cái khăn giấy nó hút bớt cái dầu ở trong cua khi mà mình vớt ra ngoài đó cả nhà. Thì tại vì để dầu nhiều quá mình ăn nó ngán, hơn nữa thì nó cũng không có tốt cho sức khỏe. Thì bây giờ ok, mình cả nhà sẽ để ý mình sẽ chiên tiếp thêm một lần nữa rồi mình làm cái bước kế tiếp. Sau khi mình chiên cái phần mình cua xong rồi thì còn lại 2 cái mai cua thì mình cũng tiếp tục chiên. Thì mình bỏ vào trong cái chảo mình chiên như thế này, thì cả nhà thấy cái khi nãy mình bỏ rắc một ít bột lên trên cái phần gạch cua đó thì nó đông lại. Cả nhà thấy nó cua gạch cua với lại những cái nước trong gạch cua nó không có chảy ra ngoài dầu, thì cua nó cái mai cua với lại cái gạch nó còn giữ nguyên dạng theo cái nguyên chất của nó rất là ngon. Thì ở đây cái mai cua cả nhà chiên cũng giống như là cái mần cua hoặc là cái ngoe cua, khi mà chiên tới khi cái màu vàng đỏ lên xong thì nó đã chín rồi, mình vớt ra mình làm cái bước kế tiếp. Thì như cả nhà nhìn thấy ở đây nó coi như là hiện tại bây giờ thì nó vàng đỏ rồi, thì mình có thể vớt ra làm cái bước kế tiếp. Sau khi mình chiên cái cua xong rồi đó thì cái bước kế tiếp mình làm cái nước sốt me chua ngọt. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cả nhà làm cái nước sốt me chua ngọt này. Thì ở đây mình dùng me không có hột, bỏ vào trong nước sôi mình ngâm khoảng 1 đến 2 phút. Có khi mà cái me nó mềm lên xong rồi mình quậy cho nó tan ra, xong rồi dùng cái rây mình rây, chỉ lấy cái xác ra mình chỉ lấy cái nước cốt me thôi. Thì cả nhà thấy ở đây thì mình dùng cái đây là nước cốt me thôi chứ nó không có cái xác. Và hôm nay mình làm ở đây là 4 phao rưỡi cua cũng như 2 ký, thì mình dùng là 5 muỗng canh nước cốt me. Rồi tiếp theo thì mình cho vào đây là 4 muỗng canh đường cát trắng, rồi 3 muỗng canh nước lọc, mình quậy cho nó loãng ra. Rồi tiếp theo thì mình cho vào đây 1 muỗng cà phê tiêu cho nó thơm thơm cay cay, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt và 1/4 muỗng cà phê bột nêm. Mình quậy đều những cái hỗn hợp này lại rồi sau đó mình đem lên trên bếp mình làm cho nó xoắn cái phần sốt này lại trước khi mình chiên cua. Thì cái phần sốt mà me chua ngọt này cả nhà có thể làm theo cái vị riêng của từng người. Nếu mình thích ngọt thì bỏ thêm nhiều đường tí, còn không thích ngọt thì vượt đường lại, thì trong mình có thể nêm lại trong lúc mà mình trộn cái hỗn hợp này ở đây. Thì bây giờ cái bước kế tiếp là mình sẽ làm cho cái cốt me này nó xoắn lại. Mình cho vào đây một ít dầu, rồi cho vào đây là 2 muỗng canh sả bầm, rồi cho nó sả nó thơm lên. Rồi mình cho vào đây thêm là 2 muỗng canh tỏi bầm, rồi 1 muỗng canh hành tím bầm. Rồi mình xào tất cả 3 cái thứ này lại cho nó thơm lên trước khi mình bỏ sốt vào cả nhà.
Bây giờ thì tỏi với hành với sả nó đã thơm lên rồi thì mình bỏ cái mình cho cái nước me chua ngọt hồi nãy mình vừa pha đó cả nhà, mình cho nó vào đây mình làm cho nó kẹo lên để mình bỏ cua vào. Giờ mình cho cua vào. Khi mà cái nước sốt me của nó kẹo lại như thế này thì mình bỏ hành vào trong này cho nó thơm cả nhà. Thì ở đây mình làm cũng 2-3 lần tại vì cua của mình cũng hơi nhiều thì để cho nó thấm thì cho nên mình làm khoảng 3 lần. Bây giờ thì cái nước me nó đã kẹo như vậy rồi thì coi như là nó được rồi đó cả nhà, mình chuẩn bị vớt ra để thưởng thức thôi. Cái món cua rang me của mình hôm nay đến đây đã xong thì mình cũng vừa múc ra một cái dĩa cua ở đây để mọi người cùng xem. Thì cũng như cả nhà đã nhìn thấy cái màu sắc của con cua nó rất là đẹp và nó rất là thơm ngon. Cũng như mình đã nói thì cái cách làm cua rang me của mình nó hơi khác hơn những người khác một tí, là vì mình dùng cái bột năng để áo bên ngoài cái da cua. Khi mà mình chiên con cua thì mình đổ cái sốt me chua ngọt lên trên thì cái sốt nó sẽ bám vào cái phần bột bên ngoài của da cua, thì khi mà mình ăn cái miếng cua đó thì cái bên thịt cua bên trong và cái da cua đều có cái vị chua ngọt rất là ngon. Cả nhà có thể theo cái công thức của mình làm thử một lần để thưởng thức coi nó ngon cỡ nào. Thì trước khi kết thúc cái phần video hôm nay thì mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị em theo dõi cái phần video hôm nay và chúc thành công trong cái món làm cua rang me tại nhà. Đồng thời nếu như yêu thích cái video của mình hôm nay thì xin vui lòng đăng ký và chia sẻ cái video để mọi người cùng làm. Bây giờ mình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video tới. Bye bye.